Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, gia đình và fan góc nhìn Hoàng Di Hùng. Ngày lễ tạ ơn của tôi ngày 26 tháng 11 năm 2020. Bây giờ đó tổng thống Trump và ủy ban của ông có nhiều cái chuyện gọi là tranh đấu về pháp lý thì chúng ta gác qua một bên, chuyện tranh đấu pháp lý đó. Nhưng mà đã trên nguyên tắc bây giờ đó là cơ quan General Services Administration GSA do bà Emily Murphy và làm giám đốc điều hành đã đưa hòm ngân khố coi như chuyển ngân sách cho ông Joe Biden để ông có thể ông tiếp cận và ông điều hành thì coi như là đã có sự chuyển quyền và ông Joe Biden đã thiết lập nội các của ông ở giai đoạn 1 trong đó người đứng đầu về bộ ngoại giao là ông Anthony Blinken. Cả thế giới đều chú ý đến đó. Trong giai đoạn 2, đó, thế giới cũng chú ý đến là ai sẽ là giám đốc cơ quan tình báo của Hoa Kỳ. Vì là đối ngoại là CIA, đối nội là FBI, cho nên bây giờ là phải xem thử ông CIA là ai cái đó. Cơ quan tình báo của Hoa Kỳ là cánh tay, là vòi bạch tuộc nối dài khắp nơi trên thế giới. Nên nhiều người xem thử rằng là chọn ai Chọn ai bây giờ Lúc đầu người ta nói rằng là chắc là phải đưa cái nhóm mà đã từng ở dưới thời của ông Tổng thống Barack Obama Thí dụ như họ nói rằng là bây giờ là mình đưa ông Michael Morel lên sao à, ông Michael Morell đó thưa quý vị Ông sinh năm 1958 Ông là một luật sư Là một chuyên viên phân tách về thời sự Và tình báo Chuyên viên phân tách về thời sự và tình báo và dưới thời của Tổng thống Barack Obama năm 2010 đó, thì ông lúc đó được đề cử làm thứ trưởng, làm phó cho CIA. Xin lỗi là trong phải chữ thứ trưởng mà làm phó thôi, phó giám đốc điều hành CIA. Rồi khi mà CIA có những cái sự lũng củng á, thì ông mới thay thế lên đó là quyền giám đốc CIA lúc đó. Từ năm 2011 tới năm 2013, ông đã từng là quyền giám đốc của CIA nên bây giờ nó có những người họ muốn là đề cử ông này lại cái chức vụ là CIA và hiện nay đó ông đang còn là giám đốc điều hành cho một cái cơ quan cố vấn ở tại Washington DC về các vấn đề tình báo nên là người ta mong rằng ông sẽ là người thay thế cho chức vụ của bà Gina Haspel bây giờ đó là vấn đề CIA thưa quý vị nhưng mà không được có một vài dân biểu của đảng dân chủ nhưng mà đảng cộng hòa đảng dân chủ họ nói rằng là chết cái ông này nó chả khác gì bà China Haspel hết ông này đó là từng là, là chủ trương chính ông là cái thời kỳ đó là bà China Haspel là dưới quyền hồi thời điểm mà năm 2011 tới năm 2013 đó là bà China Haspel là bà dưới quyền và ông á là chủ trương là trấn nước Nó ông chủ trương là khai thác là bắt được người ta đó thì là bắt được là tra khảo bằng tra tấn dùng cái danh từ là torture tra tấn ừ. mà bà china haspo là một trong những người lúc đó phải thi hành cái cái vụ mà trấn nước ở tại thái lan đó, là bà đã bị người ta chất vấn rất là nhiều khi mà ông tổng thống Donald Trump đề cử bà vào trong cái vai trò CIA. Thế bây giờ đó là đảng dân chủ có một số người đó là chơi. Ê, đưa ông này mà ra đó hả? Chắc là không được đâu. Người ta sẽ phản đối cái vụ đó thì đảng dân chủ cũng sẽ giống như đảng cộng hòa cũng sẽ là đi cái chủ trương tra tấn. Thưa quý vị là cái vụ tra tấn nó nằm ở nước ngoài chứ nó phải trong nước Mỹ đó không? Tra tấn ở tại nhà tù Guantanamo Rồi tra tấn ở các nơi khác Cho nên đó là ông thượng nghị sĩ Ở trong cái cơ quan tình báo Ủy ban tình báo thượng viện Mà thuộc đảng Dân Chủ là ông Biden à, Ông này đó là Ông nói rằng là chứ Tôi phản đối Tôi phản đối việc mà đề nghị Ông Michael Morel vào trong cái vai trò này Như vậy đó là một đảng viên dân chủ quan trọng ở trong ủy ban tình báo thượng viện là ông Biden đã phản đối rồi. Còn có một vài thượng nghị sĩ khác như là thượng nghị sĩ Dianne Feinstein ở California. Nếu mà cái tình trạng như là trong quá khứ đó ông đã từng trấn sử dụng những cái kỹ thuật tra tấn đó. thì chắc bà Diane Feinstein vì bà đã từng chất vấn bà Gina Haspel dữ dằn lắm về vấn đề này thì bà cũng chắc không sẽ không có chuẩn nhận nên là uh, nhân sự mà lúc đầu người ta nghĩ rằng là sẽ điều hành CIA là ông Michael Morell chắc khó mà được lọt mắt xanh kỳ này chắc khó mà lọt được mắt xanh. Theo thượng nghị sĩ Biden á, thì ông có cho biết rằng là ông chấp nhận đề cử ông Michael Morel vào những cái nhiệm vụ như là cố vấn an ninh hoặc là nhiệm vụ là DNI tức là đi nhiệm vụ phụ tá cho DNI hay là cái gì đó DNI tức là Director of National Intelligence vân vân thưa quý vị nhưng mà là CIA thì không, không đó là ông Biden. À, thưa quý vị à, vậy thì nếu mà không chọn ông uh, Michael Morell đó thì chọn ai nữa? người ta nghĩ rằng là có một nhân sự khác đó là ông Thomas E. Donilon, ông Thomas E. Donilon. Ông này là sinh năm 1955 Cũng đã 65 tuổi rồi Ông là một luật sư Là một thương gia Ông từng là cố vấn an ninh quốc gia thứ 23 Dưới thời tổng thống Barack Obama Từ năm 2010 cho đến năm 2013 Trước đó, đó là ông đã từng làm trong các cái nội các của ông Clinton, ông Carter, và ông đã từng là tránh văn phòng cho bộ ngoại giao của Mỹ một thời gian. Bây giờ đó là ông là giám đốc điều hành cho công ty BlackRock Investment Institute. Mà cái công ty này là một trong những cái công ty Mỹ nó gọi là global think tank, tức là có cái đầu óc đầu óc think tank, đó, đầu óc mà suy nghĩ cho vấn đề của cả thế giới. Đó. Thì và ông đang là giám đốc điều hành công ty này thưa quý vị thì người ta nghĩ rằng là đưa ông đưa ông Thomas E. Donilon từng là cố vấn an ninh quốc gia của Mỹ thì có lý hơn để cho thế giới người ta dễ chấp nhận hơn hơn là một người đã có quá trình là chấp nhận cho những cái việc cái, những cái thủ thuật tra tấn thưa quý vị Giữa ông Thomas E. Donilon và ông Michael Morell đó Thì ông Biden phải chọn, phải cân nhắc Nếu mà ông chọn ông Michael Morell đó thưa quý vị Thì ông mất lòng một số đảng viên dân chủ của ông như là ông Biden à, Mất lòng những người đó Và ông cũng sẽ e ngại những cái dư luận của thế giới nhất là phía Trung Đông họ cho rằng là coi chừng ông đi vào cái con đường cũng cực đoan giống như ông Tổng thống Donald Trump thì ông phải cân nhắc cái chuyện đó còn ông Thomas E. Donilon thì ông đã từng làm cố vấn an ninh quốc gia của Mỹ thứ âm ba mà nên mà không không có quá trình mà về vấn đề mà tra tấn gì đó thì ông làm giám đốc CIA có lẽ rằng là nó có lý hơn không? Thì tôi nghĩ như vậy nè Đây là cái suy luận của tôi Bình thường như vậy thì ông Biden sẽ chọn Ông Thomas E. Donilon Từng là cố vấn an ninh quốc gia của Mỹ Để trở thành giám đốc CIA Tôi chưa thấy có nhân sự nào sáng giá hơn hai nhân sự đó thì tôi chọn tôi nghĩ rằng ông ông Biden sẽ chọn ông Thomas E. Donilon cho cái vai trò về vấn đề thế giới ai cũng chú ý đó là CIA có thể tôi sai nhưng mà tôi nghĩ rằng là chứ, cái khả năng mà chọn ông Thomas E. Donilon là một khả năng rất cao cao lắm thưa quý vị chân thành cảm ơn quý khán thính giả theo dõi với tôi gia đình và fan góc nhìn Hoàng Duy Hùng hẹn gặp quý vị trong chương trình sau